Vâng, xin chào mọi người. Có lẽ Lotte Temasek QX1537 đang là cái tên hot nhất trong khoảng hơn 2 tháng qua. Vì sao ạ? Đẹp, độc, lạ. Và lạ cái ở cái nào đây? Là nó có tích hợp nguyên một dàn trống như thế này quý vị và các bạn. Đó, bình thường thì chúng ta phải bỏ ra một số tiền rất là lớn để chúng ta có thể mua một cái dàn trống, mua một dàn karaoke. Nhưng mà đây chúng ta tầm giá khoảng 6-7 triệu thôi là chúng ta có nguyên một chiếc loa để chúng ta đem đi vừa hát karaoke bằng hai chiếc micro không dây như thế này, đem nguyên một dàn trống như thế này luôn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với 6 kiểu chơi trống tốt nhất, dễ nhất và tiện dụng nhất. Vâng, và bắt đầu. Kiểu đầu tiên đó là chúng ta sẽ đánh trống với nhạc nền của cái loa này mọi người nhé. Nó sẽ có tích hợp nhạc nền nhẹ. Chúng ta sẽ đánh mạnh ở đây. Kiểu thứ hai chúng ta là vừa đàn vừa trống các bạn. Rồi, đây là cái đàn. Chúng ta có thể cắm một cái dây vào đây. Ở đây nó sẽ có một cái cổng guitar cho chúng ta như thế này. Đấy. Một cổng guitar chúng ta cắm vào. Chúng ta có thể vừa đàn vừa trống. Vâng, và kiểu thứ ba đó là vừa đánh trống, vừa đánh đàn và vừa karaoke nhé. Bắt đầu. Nam Việt Nam chiến thắng Indonesia tối nay đi bão nào. Còn tôi là một cậu bé. Bình thường ở nhà thì toàn chơi game điện thoại suốt ngày, chơi game điện thoại lướt tay cả ngày. Nhưng mà ngày nay có cái trống thì tôi sẽ làm gì đây? Vâng, và thật sự nếu mình là một người đã đi làm rồi, thời gian bận bịu cũng như là công việc áp lực thì buổi tối chúng ta không cần có những cái smartphone chúng ta lướt nó rất là xa nhau đó, và chúng ta có những cái gắn kết những tình cảm anh em bạn bè với lại lại thì rất là vui đúng không ạ? Vâng, và kiểu sử dụng lo này thì sau đó là chúng ta hát karaoke mà không cần sử dụng trống luôn. Alo. Đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu. Có đàn đâu nào nặng hơn ngày mình xa nhau. Có đôi mắt nào buồn hơn bởi vì em tổn sầu. Vâng, và sau khi chúng ta trải qua 6 kiểu đánh trống thì chúng ta sẽ cùng review chi tiết của dòng loa này nhé. Đây là dòng loa Temasek, model là QX1537. Kích thước của nó là chiều ngang 40, chiều sâu 40 và chiều cao là 75cm. Cân nặng của nó là 29kg. Đối với cân nặng này chúng ta dễ dàng di chuyển và cũng như là kích thước này cũng tương đối là gọn. Ok, mặt trước của nó là nó có một cái lớp lưới, trong đây có một cái lớp để chúng ta chặn bùa vô trong. Thì những cái này thì khi tiếng bán thì sẽ ấm đó, mà không biết nó có thoát ra bằng đường nào hay không. Có những cái lớp này để có những cái lỗ này nè mọi người, rất là quan trọng nha, để nó thông hơi ra cái bát nó tốt hơn, tiếng nó không bị ù. Đấy, nó có một loa bát 4 tấc, một loa chung và một loa chép. Hai bên có hai tay sách cũng như là ở dưới có bánh xe để chúng ta có thể dễ dàng di chuyển để đem đi. Ở đây có hai cái micro chúng ta có thể bỏ vào bên trong. Rồi, ok. Ở phía trên là nó có nguyên một cái dàn trống như thế này, nguyên một dàn trống. Đánh nhẹ thôi chúng ta có thể là được rồi nè. Đó. Nếu chúng ta đánh tốt, chúng ta biết cách đánh thì nó sẽ ra một cái giai điệu rất là hay. Nhưng mà chúng ta không biết cách đánh thì nó sẽ ra những giai điệu chưa hay đó. Và bên cạnh đó thì nó sẽ có hai cái này, chúng ta có thể đạp chân lên và chúng ta có thể đánh ở đây. Ok. Và đây là bảng bo mạch điều khiển của nó. Đối với những dòng loa thì ở đây nó có chế độ điện trực tiếp nè mọi người nè. Đó là nó rất là tiện khi chúng ta cắm điện trực tiếp đó. Tiện khi cắm điện trực tiếp ở nhà, nó không có bị ảnh hưởng tới mình. Nó có một cái nút để chúng ta chơi guitar đó, vừa kết hợp với trống và guitar, nó là một điều rất là hay. Và chúng ta hát karaoke ở những cái nơi mà có thể kết hợp được nhiều nhạc cụ, nó tạo ra một cái màu sắc đa dạng hơn cho cái loa. Đấy, những cái nút chạy của nó là volume, bass, treble. Cái này là của nhạc đó, mid bass, mid treble, echo, delay.
Và vô micro đây là 5 nút chỉnh căn bản của những dòng micro 4 tấc trở lên. Có in out này. Và cái này nó có cái cầu chì. Đấy, có cầu chì thì nó rất là tốt cho khi chúng ta những cái dòng công suất lớn như thế này. Nếu mà đánh mạnh quá nó bị đứt cầu chì thì nó không có ảnh hưởng tới cái bo mạch của loa. Vâng, và rất cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và xem video của Motop.net. Và mọi người quan tâm đến dòng loa này hoặc quan tâm đến sản phẩm này có thể liên hệ trực tiếp những thông tin bên dưới nha, từ hotline đến website và tất cả mọi thông tin đều ở bên dưới nha. Ở phần mô tả xin ơn mọi người rất nhiều. Mọi người thấy video hay hay cảm thấy yêu quý thì có thể nhấn like, đăng ký kênh và comment ý kiến của mình bên dưới nhé. Xin ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.